Xin chào tất cả anh em. Quay trở lại với anh em để trên tay một con đài có thể nói là hot nhất 2020 đến thời điểm bây giờ. Đây chính là con đài VEC 206. Một con đài mà được rất là nhiều con rời đi kiếm cái ống thủy ngân. Dạo trước thì một ngày trung bình em phải nhận được khoảng độ tầm trên 10 cuộc gọi để kiếm cái con đài này. Chủ yếu là kiếm cái ống thủy ngân thôi, chứ con đài này nó chả có cái mẹ này. Con đài này thì chỉ bắt được mỗi sóng AM thôi. Và đối với một số khách hàng mà sưu tầm ấy thì là họ để lưu lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Thì vừa rồi thì thời gian rất là lâu em không có nhập cái đài này rồi. Hôm vừa rồi thấy có một con đẹp thì lấy về bán. Và từ cái đợt mà kiếm cái ống thủy ngân của con này thì cái giá của nó lên không phải hề rẻ. Mà em cũng hầu như là không có bán con này nữa. Ở ngoài Hà Nội một số anh em bán con này, nếu mà tình trạng mà đẹp như này thì chắc nó phải lên tới khoảng độ tầm. Dạo trước em có hỏi một cái anh cũng bán đài đóm như em, 3,5 triệu. Hôm vừa rồi hỏi đến 4 triệu, nói rất là cao. Con này về thì rất là đẹp, khoảng mấy cân. Nếu các bác ở ngoài Bắc thì chắc là gọi nó là thiếu thùng xốp. Nhưng đến nay thì người dân vẫn phải sống trong cái tình trạng ngập nước. Đối với các dự án ngập nước hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, không riêng gì ý kiến trên mà rất nhiều người dân ở thành phố hiện nay đều có chung nỗi bức xúc khi mà phải sống chung với tình cảnh ngập nước. Tất cả đều mong mỏi là vấn đề này sẽ được sớm giải quyết để đảm bảo chất lượng sống. Không chỉ bày tỏ mong muốn mà nhiều người dân cũng đưa ra các hiến kế, giải pháp cho chính quyền thành phố nhằm chống ngập có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Vấn đề này sẽ được làm rõ trong phần tiếp theo của chương trình sau đây. Thưa quý vị, theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay có hơn 66 điểm bị ngập nước. Từ các con đường giao thông chính, các con hẻm, khu dân cư và tại các nhà dân đều có thể trở thành điểm ngập nặng nề mỗi khi trời mưa dù không lớn. Đáng nói là khu vực ngập nước không chỉ xảy ra ở các quận nội thành mà